Xuân Xuân Ta xin chào tất cả các con. Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với kênh YouTube của Trung tâm Anh ngữ Xuân Xuân Ta ngày hôm nay. Ngày hôm nay, cô và các con sẽ cùng nhau học số đếm từ 1 đến 20 bằng tiếng Anh. Bây giờ, cô và các con cùng nhau học thôi nào. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 Video đến đây là kết thúc rồi. Vừa rồi cô và các con đã cùng nhau học số đếm từ 1 đến 20 bằng tiếng Anh rồi đấy. Các con ơi, các con hãy xem lại video để ôn tập lại các số đếm nhé. Các bạn nhỏ ơi, các bạn đừng quên bấm subscribe kênh, like và chuông thông báo để nhận được những video mới nhất từ Trung tâm Anh ngữ Xuân Xuân Ta nhé. Bây giờ cô xin chào và hẹn gặp lại tất cả các con. Goodbye!